Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đành núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, non cao đánh thượng thánh thơi vô cùng. Hiu á hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tầm mai. Mùa xuân hứng cảnh lâu đài, lúc còn xác thịt thi tài hùng anh. Tử vi mây phủ nhiều đoan, bồng lai một cõi hữu danh. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bực tri âm, nay vì thương chúng trần gian ở phàm nghĩ mình trong sạch nó đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi coi sao. Phong trần tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiệu ai mà dám ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh kệ cưỡi canh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào măng vuông tròn chẳng xong. Chừng nào sâu nọ quá lòng, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút thở than ít tiếng dài phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, thần này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gầm trong thế sự còn đầy gian ngã trung. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đằng chờ dặm đến mới mừng Chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, giấy đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình
tu trì xa khơi. Nó chịu rồi lại đói mời, dưỡng trần sắp dưỡng bệnh trời từ đây. Khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo rào đỡ già tháng ngày cho qua. Nhân cùng bốn đau gần xa, tu hành trì chí mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đành coi tiên thanh lầu đài quốc dương. Niệm Phật nào đời mùi hương, miễn tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lao sao bể bắt non tầm, quân phiền tham báo ngã xa gần cùng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đã sắp đến nơi, thấy vàng bớt cỡ miệng kêu mời cõi âm. Dầu cho có ở xa xăm, cũng là răng tới diễn thăm dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi ở chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông. Hiếu trung nghe hải liệu cho xong, đến chừng gặp chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hồi cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nhớ nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phận thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần. Ta mang mình thật xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy nhớ lâu đài cũng xa. Lập rồi cái hồi lòng qua, đành coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều
tranh luận thấp cao, thượng trọng lễ thượng sao sao. Từ đây chinh chinh bóng xê về tây, đối nhìn trần nghe thế xác thay ngã ê hề. Thương trần ta cùng ráng thề, đặng cho ba tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tư ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lòng dần đến hồi lậu son giữa kề. Thương đời dân vật sai mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra chầu chực đầy mây cũng gần. Tuy là nương dựa non tầm, ngày sau thấy cuộc xây dần về Nam. Qua sông nhờ được câu lam, tu hành nào đợi